Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang ngồi cạnh một cái đám tre giống, nhưng mà bà con mình biết đây là tre giống của loại nào không ạ? Em xin thưa với bà con, đây là những cái cây tre mạnh tông giống ạ. Thì thường là em sẽ giao cho bà con khi mà em vừa hái khỏi cành và em đóng gói em giao luôn cho bà con. Thì do cái tình hình dịch bệnh lúc này nó hơi căng thẳng, có nhiều bà con đã cọc bên em rồi, nhưng mà do cái tuyến xe không có di chuyển được, không có chạy thông tuyến được, và có nhiều xe người ta đã không hoạt động nữa, hoặc là hoạt động cầm chừng hay là 5 7 ngày, 3 4 ngày mới chạy một chuyến, nhưng mà cũng không có thể tự do đi như lúc trước nữa. Nên thì em sẽ hái những cái cây đó về và em lắp xuống dưới đất luôn. Thì em lắp dưới đất á, là em để nguyên cái bầu của em và em lắp xuống dưới đất và em sẽ tưới nước hàng ngày. Thì bà con mình nhìn thấy đây là những cái ống dây ống, và em sẽ lắp cái bầu không lột cái bọc ở bên ngoài ra luôn, và em sẽ tưới thẳng trực tiếp xuống dưới đây. Thì để em quay cái video như thế này là em chia sẻ với bà con, là tại vì lúc trước đến giờ em chưa có làm cái video này, thì để mà làm cho nó cẩn thận hơn, để mà cái sức sống của cái cây giống giao tận tay bà con và bà con trồng thì nó hao hụt thấp hơn. Thì bất cứ cái cây giống nào cái độ hao hụt nó cũng có các bạn, nhưng mà với cái cây tre bên em làm thì bà con theo em hướng dẫn em làm thì cái tỷ lệ hao hụt rất là ít luôn ạ. Có nhiều bà con chia sẻ lại với em là hao hụt 100 thì sẽ hao hụt 2 cây, và có nhiều bà con thì nó sống gần như là 100%, nhiều nhất hỏm rài bà con mà báo lại là 10%. Và cái lý do hao hụt có thì em có hỏi nhiều bà con là bà con chăm sóc như thế nào, bà con về trồng xuống xong rồi bà con mấy ngày mới tưới một lần, thì có nhiều bà con chia sẻ là 2 ngày rồi 1 ngày mới tưới một lần. Thì như vậy thì cây nó sẽ thiếu nước. Thì tùy theo cái vùng đất mà bà con mình chăm sóc ha, nếu mà cái vùng đất mà trồng vào mùa mưa mà cái cây này bà con mà đem về trồng á, thì cái cây tre nó nhạy cảm, thời gian đầu mà trồng xuống nó rất là nhạy cảm, nếu mà thiếu nước thì nó cũng sẽ chết, và dư nước nhiều nó cũng sẽ chết. Nhưng mà hỏi lại thì bà con có nhiều người là chăm sóc không có đúng, thì cái thứ nhất là cái vùng đất của mình, và cái thứ hai nữa là cái cách chăm sóc. Thì em sẽ chia sẻ vài điều về cái cách chăm sóc của mình. Cái thứ nhất, nếu mà dư nước là đối với những cái vùng mà bà con mình, ví dụ như là những cái vùng mà đất trũng hoặc là đồng bằng sông Cửu Long, hay những cái vùng nào đó mà trồng vào mùa mưa, bà con mình đào một cái hố, thì theo như em chia sẻ với bà con mình là cái hố nó càng rộng càng tốt, nhưng mà nhỏ nhất là 5-6 vuông, và bà con mình đào sâu xuống khoảng 3 tấc đất. Và sau khi mà bà con mình bỏ phân bò và những cái vôi mà sát khuẩn đất trước, và kể cả một nắm lân, bà con mình sáo với đất lên và sáo cho nó nhão nhão, và bà con mình lột cái bầu tre ra và mình trồng xuống dưới hố đó, là cái hố là sâu khoảng 3 tấc là 30 cm. Thì sau khi mà trồng xong là bà con mình vẫn giữ nguyên cái hố, là nó vẫn sâu 3 tấc. Sau khi trồng thì bà con mình chú ý là mình chỉ lắp cái bầu tre thôi ạ. Lắp cái bầu tre thôi. Thì để em lấy một cái cây để em chia sẻ cho bà con mình luôn cho nó thực tế hơn ạ. Thì để em nhổ cái cây lên cho bà con mình xem là sau khi mà em để nguyên cái bầu và em lắp xuống dưới đất như thế này thì nó có phát triển hay không, hay là nó đó bị như thế nào, để bà con mình quan sát trực tiếp là để mình biết được cái sức sống của cây giống bên em nó làm như thế nào ha. Thì bây giờ để em nhổ bất kỳ một cây nào thôi, thì toàn bộ thì bà con mình nhìn thấy, thì bây giờ để em nhổ đại 2-3 cây cho bà con mình xem luôn, cho bà con mình an tâm ha. Thì bây giờ em để em nhổ 3 cây bìa luôn nè. Đây 1 cây, 1 cây à, và đây 2 cây. Ồ, nó em nghe nó tiếng nó đứt rồi. Và đây là 3 cây. Sau khi mà em lắp nó xuống dưới đây thì bà con mình nhìn thấy nè, 3 cây. Thì cái bộ rễ ở bên trong này nó đã trắng rồi, trắng rồi các bạn. Và cành nhánh nè, bạn nhìn thấy thì nó rất là khỏe luôn ha, tất cả những cành nhánh. Thì cái này thì em mới lắp được khoảng chừng 7-8 bữa thôi các bạn. Và có những cái rễ thì nó đã nhô ra ngoài, các bạn nhìn thấy nè. Có những cái rễ nó đã nhô ra ngoài rồi, và nó phát triển ra đây luôn ha. Thì có nhiều cái bộ rễ này, ví dụ như bà con mình lắp mà khoảng tầm nửa tháng trở lên thì nó sẽ đâm ra khỏi cái bọc này luôn. Và nó ra thì đặc biệt là nó sẽ ra theo cái đường mà ngay cái thân mà nó bám vô cái thân cây nè, nó sẽ ra ngay chỗ này. Và để quay lại với cái vấn đề mà khi bà con mình về trồng á, thì ở đây là em sẽ có cột một cái sợi dây lông này. Thì khi về mà bà con mình đào cái hố là khoảng 6 vuông và sâu khoảng 3 tấc, thì sau khi mà trồng á, cây giống này nó sẽ có một cái điểm như thế này. Khi mà bà con mình trồng thì mình nhớ là mình chỉ lắp cái bầu cây thôi, mình không lắp luôn cái hố à. Đào sâu xuống 3 tấc và bà con lắp cái bầu cây xuống, và mình chỉ lắp cái bầu cây như thế này, và mình cột một cái thân cố định trồng nghiêng 45 độ, và một cái thân cây cố định cắm xuống, và mình cột cho gió tránh nó, gió nó lai.
nhằm khi bà con mình không cột cái cây cố định lại, bà con mình để nó nằm đè lên cái miệng hố luôn á. Nhiều bà con nghĩ là nó mạnh mà, để nó nằm lên miệng hố luôn nó cũng vẫn còn nguyên nhiên như thế này, nhưng mà thật sự là nó không tốt với cái cây giống của mình. Thì mình trồng nó nghiêng 45 độ như thế này, và sau khi mà mình lắp cái bầu cây lại thì cái hố của mình vẫn còn sâu là 3 tấc, 30 cm. Nếu mà bà con mình lắp có nhiều bà con, thì lúc trước có nhiều bà con là trồng lắp quá sâu, tại vì bà con đã xem video của em rồi, bà con biết cách trồng rồi, nhưng mà bà con mướn những cái bà con khác lại trồng cho mình, mướn người về trồng, thì bà con không có chia sẻ kỹ, thì những cái người trồng đó họ sẽ lắp rất là sâu. Khi mà có nhiều bà con đã em lên tận vườn thì nó hao hụt rất là nhiều, là do bà con lắp tới lên luôn cái đốt tới trên đây, là lắp từ cái bầu lên là lắp khoảng 3 tấc luôn bạn, là lắp coi như là nửa cây giống của em luôn. Thì bất cứ cái cây gì mà bà con mình lắp quá sâu thì nó sẽ bị ngọt, và đặc biệt là với cái tre này bà con mà lắp sâu nó sẽ bị ngọt và nó dẫn đến hao hụt rất là nhiều. Thì đó là cái điểm thứ nhất dẫn đến hao hụt cây. Và cái điểm thứ hai nữa là khi mà bà con mình về chăm sóc, thì nếu mà tốt nhất là sau khi mà bà con mình trồng xong thì bà con mình ngày nào cũng phải tưới giùm em. Thường thì có nhiều bà con thì mới thiết kế vườn thì cái hệ thống nước thì nó chưa có hoàn chỉnh. Nếu mà trồng vào mùa mưa đó thì bà con mình đào hố, mà trồng vào những cái vùng đất mà sẽ có ứ nước nhiều, là tại vì nó có cái hố, và vào mùa mưa nếu mà nước mưa nó mưa xong, mưa lớn cỡ nào không cần biết, mà nhưng mà nó khoảng 2 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng nước nó rút đi thì đó là bình thường. Chẳng hạn như là những cái vùng đất thấp đi mà bà con mình trồng xuống mà có đổ mưa thì bà con lại sợ nó bị ôi nước, nó bị thối rễ, nó chết. Thì nếu mà ôi nước ngày này qua ngày khác nó mới chết. Còn ví dụ như mà mưa thật là lớn và nước nó sẽ rút đi sau cơn mưa khoảng 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng nước nó rút đi là bình thường. Trừ khi nào nước nó đọng từ ngày này qua ngày nọ thì thời gian ban đầu cây tre nó mới bị ảnh hưởng thôi à. Còn mà bà con mình mà gặp cái tình trạng mà trồng tre thì đào hố nó mới là đúng, thì nó sẽ ảnh hưởng khi mà mình mới trồng là do cái thời tiết. Nhưng mà em có một cách cho bà con mình, ví dụ như bà con mình đào cái hố là 6 vuông, thì bà con mình có thể là bên cạnh cái hố đó, đối với những cái vùng đất mà bà con mình sợ bị ngập nước, thì bên cạnh cái hố đó bà con sẽ vét một cái đường cày sâu hơn cái hố của mình, và ngay cái miệng hố bà con sẽ lấy cái cuốc hay cái gì đó bà con mà khai một đường nhỏ cho nó chảy ra cái đường cày của mình. Và sau khi mà cây của mình nó sống được khoảng 1 tháng rồi đó, cây mình nó bén rồi, thì mình còn không còn lo cái vấn đề mà nó bị ôi nước nữa, tại vì lúc đó nó cũng khá là mạnh rồi. Từ khi nào nó ngập 3 4 ngày, 5 ngày nó mới chết. Còn cây tre mà sau này mà nó sống ví dụ như là 6 7 tháng, 7 8 tháng thì nó có thể là ngập 10 ngày, 15 ngày nó mới chết. Còn mới trồng thì nó sẽ chịu, tùy theo cái thời hạn mà bà con trồng lâu hay mau ha. Đó là một cái yếu tố thứ nhất mà dẫn đến hao hụt cây. Còn ví dụ như mà đối với những cái vùng đất khô, bà con không nên mà sợ mà tưới quá nhiều thì nó bị chết cây. Khi mà trồng cây thì bà con mình ngày nào cũng phải tưới cho em, thì sợ là bà con có nhiều cái hệ thống mà chưa có hoàn chỉnh đó, thì bà con mình nên lắp cái hệ thống hoàn chỉnh, hoặc là mình có dây ống thì mình làm cách nào đó mình tưới. Thì hiệu quả nhất là sau khi trồng cây thì mỗi ngày bà con đều tưới một lần, tưới vào lúc trời mát, một là tưới vào buổi sáng sớm, hai là tưới vào buổi chiều, lúc mà buổi chiều mà mặt trời đã lặn rồi, trời nó râm mát rồi, cái hố nó đã mát mẻ lại rồi. Tránh cái trường hợp mà thời tiết nó đang quá nắng, nắng gắt đi, cái hố nó đã nóng toàn bộ cái lớp đất bên trên mà bà con mình tưới một cái lượng nước ít xuống nữa, thì nó sẽ tôm những cái nước nóng ở trong cái đất đó ra, và nó xuống cái bộ rễ này, nó sẽ luộc toàn bộ cái bộ rễ của mình luôn. Thì đó là cái yếu tố thứ hai mà dẫn đến hao hụt cây. Và khi mà em gửi cây giống đến bà con thì chắc chắn một điều là em sẽ đóng bao, và bà con về thì bà con để nguyên cái bao như vậy, và bà con để nằm xuống, và bà con sẽ rọc cái bao, tét cái bao ra, và bà con mình sẽ lấy cây giống ra. Tránh cái tình trạng là bà con mình để nguyên bao và mình rút cây giống lên ha, thì cái thứ nhất là nó sẽ gãi cành, ít nhiều gì nó cũng sẽ bị gãi. Kể từ khi mà nhận cây giống về nhà, bà con không trồng liền được, tại vì do bận công việc và có nhiều việc để mà mình làm thì mình không có trồng liền được. Thì cứ một ngày không trồng cây á, thì bà con sẽ lấy cái bầu cây nhúng vào thau nước một lần giùm em. Tránh cái trường hợp là bà con cứ dựng vào ở trong mát rồi bà con lấy nước xịt ha, bà con lấy mù tưa bà con xịt, thì em đảm bảo với bà con là cây nó không có thấm đủ nước vào bên trong. Tại vì cái bầu này là khi mà tụi em bó cây á, là trong đó là bộ rễ nó đã quấn chặt vào ở trong cái bầu cây tre rồi các bạn. Và các bạn tưới thì các bạn nhìn nó như vậy, nhưng mà thật sự một điều là nó không có rút nước vào cái bầu tre. Thì em khuyên bà con là nếu mà cứ một ngày không trồng thì bà con cứ nhúng nó vào thau nước một lần để cho nó rút nước đầy vào trong cái bầu, và bà con cứ dựng trong mát 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày không trồng thì ngày nào bà con cũng làm như vậy, thì đảm bảo với bà con là cái sức sống của cái cây rất là mạnh. Từ khi mà đóng gói là em đã nhúng nước rồi, nhưng mà cây tre thì các bạn biết là nó xài nước trực tiếp, nó xài rất là nhiều nước,
thì chắc chắn một điều là về bà con nó sẽ hết nước ở trong cái bầu rồi, hoặc là nó còn ít, thì bà con mình lấy cái bầu đó mình nhúng vào trong thau nước. Sau khi mà bên em đã lấp đất và kể cả để luôn cái bầu mà lấp đất như thế này thì nó phát triển xanh tốt như thế này, thì không cần mà phải nói thêm gì nữa, là bà con mình cũng an tâm. Nếu mà bà con mình chăm sóc đúng cách và hiểu hơn về cái cây tre thì bà con mình sẽ giữ được cái sức sống của cây tre rất là mạnh, và cái tỷ lệ hao hụt em đảm bảo với bà con. Nếu mà bà con nào mà gần nhà em, bà con làm đúng như kỹ thuật của em và em có thể là nhìn thấy bà con có chăm hay không, thì em sẽ đảm bảo cho bà con là 100%. Nếu mà chết cây nào em đền lại cây đó cho bà con mình trồng, không tính tiền. Còn với những cái bà con ở vùng khác thì có nhiều bà con là kêu em đảm bảo là cây trồng nó bị hao hụt thì em sẽ bù lại cho bà con, thì thật sự một điều là em không không làm như vậy được ạ. Và có nhiều bà con thì ở những cái tỉnh xa và hỏi về cái tỷ lệ cây của em á, làm nó như thế nào, thì khi mà mình chiết cành như thế này, có nhiều người làm nhiều cách khác nhau vẫn là chiết như em, nhưng mà sẽ có nhiều cái khía cạnh ở trong đó dẫn đến cái tỷ lệ cây nó sống mạnh hay yếu, nó còn nhiều cái góc khuất, nhiều cái khía cạnh ở bên trong cái việc mà chiết cành của mình nữa, chứ không phải là làm giống như em là nó sẽ mạnh. Nhưng mà bà con cứ yên tâm một điều, nếu mà bà con ở cạnh em thì em đảm bảo là sống 100%, chết cây nào em sẽ bù lại cho bà con cây đó, tại vì em quan sát được bà con có chăm hay không, bà con có tưới nước hay không. Tại vì từ khi mà em giao cây cho bà con, em sẽ đảm bảo được là cái bộ rễ nó phát triển mạnh và cành nhánh nó phát triển mạnh thì em đảm bảo được. Còn mà về mà bà con mà không chăm, cho dù bộ rễ nó mạnh cỡ nào, về là mỗi ngày bà con đều tưới một lần. Nhưng mà có nhiều bà con thì có nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh, ví dụ như là bữa nay mình bận đi tiệc cưới hay là mình bận công việc gì đó, nghĩ là em đảm bảo 100% sống, chết cái nào em bù lại cái đó, thì thôi người ta bán cho mình, người ta đảm bảo sống 100% mà có gì đâu, chết cây nào thì người ta sẽ giao lại cây khác cho mình trồng. Thì nếu mà em làm như vậy thì chắc chắn một điều là em sẽ không thể nào mà cung cấp nổi cho bà con được. Ví dụ như bà con bận đi đám đi tiệc bữa nay, nghĩ là bữa nay đi đám đi tiệc thôi để ngày mai tưới, mà lỡ như ví dụ như bà con mà có nhậu hũ quá chén hay là uống uống rượu uống bia nhiều thì mình có thể là mình ngày mai mình dậy không nổi, hoặc là mình mệt trong người mình bỏ thêm một ngày nữa, thì chắc chắn với bà con một điều, và với cái nhiệt độ nắng của Việt Nam mình oi bức và nóng nữa, mà nó thiếu nước, cây tre mới trồng xuống nó rất là nhạy cảm, nước nhiều cũng chết mà thiếu nước thì nó cũng chết. Nhưng mà khi mà nó đã sống mà tầm 10 ngày 15 ngày trở lên nó đã bén rồi thì đảm bảo bà con là nó rất là mạnh. Nhưng mà bà con mà kêu em đảm bảo mà không biết bà con chăm như thế nào, nếu mà bà con gần em mà em quan sát được bà con chăm như thế nào thì em đảm bảo với bà con là em có thể là chết cây nào em bù cho bà con cây đó lại được. Còn xa em thì em không thể đảm bảo được, tại vì có rất là nhiều bà con thì lo lắng, và có nhiều người thì không biết là nghĩ là bó như thế này nó có sống được hay không. Cái thứ nhất là khi mà làm như thế này á thì cái tiền vận chuyển nó sẽ rẻ hơn cho bà con. Nếu mà bà con muốn có cái tre mạnh tông này và tre giống nào mà nó vô bầu được thì em vẫn làm vô bầu được, nhưng mà khi bà con vô cái bầu đất và bà con bỏ vô bao đóng gói đi thì một bao nó đi rất là ít và nó rất là nặng, thì cái chi phí vận chuyển nó đội lên rất là nhiều, mà chưa chắc gì là cái cây mà vô bầu mà nó sống mạnh bằng cái cây của em đảm bảo em dám đọ sức với cái cây và bà con vô bầu luôn. Nếu mà vận chuyển ví dụ như đây từ Tây Ninh mà vận chuyển ra Quảng Ngãi thì em sẽ đưa những cái cây của em và kể cả những cái cây vô bầu đất của bất cứ một đơn vị nào đưa vào với em trồng, em đảm bảo là có thể là so kè cái tỷ lệ mà sinh tồn của cái cây bên em và bên cái bầu đất đó. Tại vì khi mà bà con mình vô bầu á, bà con mình vô bầu đất, chắc chắn với bà con một điều là vận chuyển cỡ nào thì nó sẽ bị động bầu, nó động bầu và nó nứt ra, nó nứt ra thì trong đó là những cái bộ rễ nó sẽ bị đứt đứt gãy trong đó và nó sẽ bị rã bầu. Còn cây của em thì em đảm bảo với bà con là cái cây này bà con lắc cỡ nào lắc, cây lắc thì nó bầu nó lắc theo, không bao giờ sợ động bầu. Em cho bà con lắc cỡ nào, tại vì bộ rễ nó bám ở trong đây, bà con lắc cỡ nào lắc. Còn với cái bầu đất á, bà con đảm bảo bà con có dám lắc không, bà con không bao giờ dám lắc. Và khi vận chuyển xe nó dằn tới dằn lui rồi ổ gà ổ voi rồi tất cả những cái yếu tố để lên xe để lên này nọ thì nó sẽ bể bầu của mình và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cây tre, và đặc biệt với cây tre thì nó xài trực tiếp nước và nó đứt rễ rồi thì nó sẽ bị mất sức rất là nhanh và nó héo đi. Còn với cái cây giống bên em thì đảm bảo với bà con là không bao giờ nó bị động bầu, cây lắc nó sẽ lắc theo nguyên cái bao hàng của em đóng, nó lắc thì cái cây này nó sẽ lắc theo, không bao giờ nó bị động bầu được, nó rất là cứng ở trong này rồi ạ. Còn bà con mình mà vận chuyển bằng những cái bầu đất nhìn nó như vậy nhưng mà khi mà vận chuyển thì chắc chắn một điều là nó sẽ bị động bầu và nó sẽ nứt rễ rồi nó đứt rễ đứt gãy trong đó, và về bà con mình sẽ trồng nó sẽ hao rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là đảm bảo là khi mà bà con mình mua những cái giống mà nó vô bầu như vậy
thì em vẫn làm được, bà con yêu cầu em vẫn làm được bình thường, nhưng mà nó sẽ tốn chi phí vận chuyển lên rất là nhiều. Ví dụ như đối với bên em thì 50 cây giống, 60 cây giống em có thể là đóng một bao hàng, là cho bà con được, là một bao hàng đó là một xe Honda có thể vận chuyển được. Còn mà với 50, 60 cây giống mà bà con vô cái bầu đất thì em đảm bảo với bà con là một bao hàng bà con chỉ là đưa vào được khoảng 30, dữ lắm là 40 cây giống thôi, thì chắc chắn một điều là chi phí nó sẽ đội lên. Thường thì nhà xe họ sẽ tính theo theo cân nặng nè, theo bao nè, theo ký nè, theo số cây nè, tùy theo nhà xe. Nhưng mà càng hạn chế được cái số lượng bao và gọn gàng thì càng tốt. Và cái thứ hai nữa thì sức sống của nó mạnh là cái điểm quan trọng nhất. Thì em đảm bảo với bà con là cái độ sinh tồn của cái cây bên em làm thì đảm bảo nó rất là mạnh luôn à. Bà con mình nhìn thấy thì toàn bộ là em đã lắp mà có những cái bầu trong đây nha, có những cái bầu ở trong đây hết chứ không có lột cái bầu ra. Và bà con mình thấy thì nó phát triển rất là tốt luôn nè, rất là xanh tốt. Xanh um luôn các bạn. Cái này là do tình hình dịch bệnh thì em không có đưa tận tay bà con được liền nên em phải lắp xuống như thế này. Thì bà con mình xem là cái phần ở dưới đít nó, đã đơm hai cái rễ như thế này, và bên trên thì nó ra rễ như thế này luôn đó, ra ra rễ như thế này. Thì em để nguyên cái bầu và em lắp xuống bên đây, chẳng hạn như cái bầu này thì bà con nhìn thấy là cái cành nhánh nó đã phát triển, rất là dài luôn à, nó phát triển rất là dài luôn ha, rất là nhiều tược. Và ở đây thì nó có những cái rễ nè, rễ thì bà con nhìn thấy là tuy là nó đã bám đất nhưng mà rễ nó nằm ở trong đây và nó phát triển ra ngoài. Có những cái bầu thì em lắp trước thì nó sẽ phát triển rễ nhiều hơn, nó rễ nó đã ra. Thì khi mà em để bầu mà em lắp xuống đất nó vẫn phát triển như thế này thì bà con mình nghĩ là cái sức sống của những cái cành giống mà em làm thì nó rất là mạnh luôn à. Đó. Vấn đề là bà con mình phải về mà mỗi ngày, ngày nào mình cũng cũng phải tưới nước. Ví dụ như là cách một ngày không trồng thì bà con cứ nhúng cái bầu này vào trong cái chậu nước để cho nó rút nước vào, chứ bà con tưới thì nó không có thấm ha. Tại vì trong đây nó đã bó lại thành một cái khối rồi, thành một cái khối ở trong đây. Và em sợ là nó thiếu nước, bà con nhúng vào cái thau nước cho nó sôi lên. Ví dụ như cái bầu này thì em nhúng nước cho bà con mình xem ha. Nhúng nước vào trong cái bầu nước này. Bà con cứ lấy cái thau nước nào sạch đó, bà con cứ nhúng vào như thế này. Là bà con mình thấy nó sôi lên thôi. Đó. Và khi bà con mình nhúng vào chừng vài chục giây thôi thì nó sẽ rút nước đầy vào bên trong cái bầu này. Thì bà con mình để qua một bên, để trong chỗ mát và mình dựng lên. Thì cứ một ngày không trồng thì bà con sẽ nhúng nước một lần, đến khi nào bà con trồng thôi ha. Chứ không phải là về là bắt buộc bà con mình phải trồng liền. Khi mà em không lột bầu mà em lắp xuống đất thì nó vẫn lên như thế này, bộ rễ nó ra như thế này, thì bà con mình trồng xuống thì đảm bảo là cái sức sống nó rất là mạnh luôn à. Và bây giờ em phải rửa cho nó sạch bớt cái phần cát đi. Ở đây có cái rễ nó phát triển rất là mạnh luôn nè. Nó nằm bên trong bầu nhưng mà rễ nó vẫn phát triển rất là mạnh. Cành nhánh thì bà con mình thấy ha, nó phát triển xanh tốt luôn à. Và bây giờ em sẽ rửa nó. Đây là cái giống này là cái giống tứ quý à. Có nhiều bà con hay gọi là giống tre bốn mùa. Em rửa ra thì rễ nó đã khô ra ngoài này. Phần rễ này đã nhô ra ngoài. Đây, rễ này là rễ rất là non luôn, nó đơm từ trong bọc đơm ra luôn các bạn. Và đến đây em xin tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.